hỏi tiếp theo đến từ user Thanh Vy có nội dung như sau. Vy mệt mỏi quá mọi người ạ. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình Expert Talk, Sen hỏi chuyên gia trả lời. Và mình là Cát Tường đến từ Betty, ứng dụng dành cho những người yêu thú cưng. Và hôm nay chúng ta xin được chào đón một vị khách mời là chuyên gia dinh dưỡng cho thú cưng và cũng từng là một bác sĩ thú y, đó là anh Hùng. Đại diện Linh Su Linh Việt Nam với hai nhãn hàng hot hòn hòn, đó chính là Atas Cat và Test of the Wild. Và các bạn đừng quên theo dõi đến cuối chương trình, bởi vì nếu muốn nhận được những phần quà này thì Betty và Linh Su Linh đã kết hợp để làm một mini game cuối chương trình đó nha. Và chúng ta cùng chào mừng khách mời hôm nay thôi. Em chào anh Hùng. Rất vui vì hôm nay Betty đã mời được anh tới chương trình ngày hôm nay. Và anh Hùng ơi, có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của anh được không ạ? Ok. Chào mọi người. Mình hiện là manager của công nhãn hàng thức ăn thú cưng hay nào hứa hẹn đang phát triển trên thị trường và sẽ đem lại những cái sản phẩm tốt nhất dành cho thú cưng cho thị trường Việt Nam. Tất cả những cái sản phẩm này đều là hàng đầu thế giới nha. Dạ, với những cái kinh nghiệm về dinh dưỡng cho thú cưng cũng như là bác sĩ thú y thì chắc chắn là anh Hùng sẽ trả lời được rất nhiều câu hỏi mà các Sen đã đặt ra đó nha. Và chủ đề của chương trình Sen hỏi chuyên gia trả lời ngày hôm nay đó chính là chăm sóc bóp khỏe, bóp đẹp. Và câu hỏi đầu tiên đến từ user Bẻo Bẻo có nội dung như sau. Em đang có ý định nuôi một chiếc mèo anh lông dài vì quá mê vẻ quý tộc. No. Nhưng em nghe nói nuôi mèo anh lông dài rất khó bởi bộ lông của chúng luôn cần chăm sóc kỹ và dinh dưỡng cũng đặc biệt hơn mèo khác. Anh Hùng có thể tư vấn giúp em chăm sóc và ăn gì để mèo luôn khỏe và đẹp được không ạ? Bạn hỏi rất là đúng chính xác những cái mà những bé mèo anh lông dài cần. Thì mình sẽ chia làm 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là môi trường, yếu tố thứ hai là vệ sinh, thứ ba là sinh hoạt và cuối cùng là dinh dưỡng. Thì yếu tố môi trường trước này. Thì tất nhiên rồi, những cái bé lông dài thì chắc chắn không thể chịu được những cái thời tiết nóng như ở Sài Gòn mình. Thì điều đầu tiên bạn nên sắm một cái máy lạnh. Theo cái tiêu chuẩn nước ngoài thì bé mèo lông dài nó sẽ chịu được nhiệt độ tốt nhất, là phát triển hoàn thiện nhất là ở 15 đến 21 độ C. Thì cái máy lạnh lúc đầu mình để 15 độ thì chưa chắc bản thân mình cũng chịu được. Thì bạn có thể làm quen, ví dụ như đang để 15 lên 16, 17, 18, từ từ kéo dài thời gian ra. Thì cái nhiệt độ mà tối đa để mà thích nghi phù hợp ở Sài Gòn mình thì mình nghĩ là nên để 25 độ chứ không để hơn. Để hơn thì những cái bộ lông nó sẽ bị dễ bị gãy rụng. Và cái thứ hai nữa là nên sắm một cái máy lọc không khí và những cái máy hút lông để chẳng may có bị rụng lông, hoặc là trong những cái thời gian mà bé bị thay lông á thì cũng thể dọn dẹp, thì mình sẽ đỡ bị ảnh hưởng những cái lông mèo, tại vì lông dài rất là nó sẽ có cảm giác khó chịu. Đây, yếu tố thứ hai là yếu tố vệ sinh. Nếu mà bạn không có thời gian chăm sóc, bạn cho đi spa thì mình có thể dặn những cái người spa chăm sóc tốt nhất cho bé. Còn nếu mà muốn bản thân tự trải nghiệm á thì nó sẽ liên quan tới vật dụng cụ và là dầu tắm nữa. Như dụng cụ thì cây lược 50.000 nó sẽ khác với lại cây lược 200.000. Thì cái độ tĩnh điện trên cái cây lược nó sẽ khác. Lúc chải thì cái bộ lông nó sẽ bóng mượt hơn. Rồi cái chai xà bông mà cái tinh chất của chai 100.000 nó lại khác cái chai 500.000. Thì cái đó mình có thể lựa trên pet shop hoặc là nhờ những cái chủ pet shop, những cái trại mèo có thể tư vấn được cái sản phẩm đó cho mình. Dạ. Không biết là những cái con mèo anh lông dài nó có thích tắm không anh? Thường á thì em nghe nói là mèo rất là ghét tắm và thậm chí là muốn tắm cho nó thì phải vật lộn trong nhà tắm rồi đổ máu trong đó nữa. Không, mèo anh lông dài thì sao anh ha? Mèo anh lông dài thì nó đặc biệt là đa số là rất là thích tắm nha. Là có thể nằm im trong đó, nó tự tìm cái vòi nước, nó phá nước, nó tự mở vòi để nó tắm luôn. Đó là cái ưu điểm của nó. Dạ. Mấy em mời anh lông dài này á, vừa ngoan lại vừa hiền, vừa dễ thương nữa. Dạ. Anh có thể chia sẻ tới phần sinh hoạt để mọi người cùng nghe không ạ? Thì yếu tố sinh hoạt là mèo lông dài thì nó rất là vướng người, thậm chí mình đang ngủ nó cũng tới, nó nằm kế bên, nó tình cảm lắm. Nhưng mà cái khuyết điểm duy nhất đó là nó lại thụ động, nó ít cái chịu tự vận động lắm. Thì mình có thể shopping những cái đồ chơi, ví dụ như cần câu nè, laser nè, cho nó chạy qua chạy lại. Nó giống như là mình tập gym, tập thể dục vậy đó. Thì khi mà cơ bắp nó khỏe nè, khả năng vận động nó tốt, thì những cái yếu tố mà gây sỏi thận hay là những yếu tố mà về tuổi thọ nó cũng sẽ tăng cao hơn. Dinh dưỡng dành cho mèo anh lông dài thì sao anh ha? Hiện giờ trên thị trường thú cưng thì rất là nhiều thương hiệu và sản phẩm. Thì để mà mình lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất dành cho bé thì trước tiên là mình phải củng cố kiến thức của mình, dinh dưỡng của mình trước, bỏ qua cái vấn đề marketing sản phẩm đi, thì mình tập trung vào các thành phần.
thì cái thành phần là những cái ưu điểm nổi bật, những cái mà cấu tạo lên cái hạt đó để cho bé ăn vô như thế nào sẽ là tốt nhất, thì cái đó là quan trọng nhất. Thì mình sẽ chia làm 3 phần ha. Phần thứ nhất là thức ăn tươi, phần thứ hai là thức ăn khô, và thứ ba là thức ăn ướt. Và thức ăn tươi là cái thức ăn tươi tốt nhất dành cho bé mèo đó là bò sống, và phải là thịt bò sống mới được nha. Thì mình sẽ lựa chọn những cái nơi mà uy tín làm tươi ngon, ví dụ như những cái cửa hàng có máy lạnh, có những cái chế độ bảo quản tốt cũng được, hoặc là vít săn, chứ không nên mua ngoài chợ, tại ngoài chợ nó để ngoài đường rất là dễ bị nhiễm giun sán. Với lại không nên cho ăn tái, ăn tái thì nó sẽ làm mất đi cái tính ngon miệng của bé mèo. Còn nếu mà để đông lạnh á thì nó những cái hạt đông, những cái mảnh băng á, nó sẽ làm vỡ những cái kết cấu của cái cơ bắp thịt đi, thì lúc mà mình rã đông cũng sẽ làm mất đi cái nước cốt, thì cái miếng thịt nó sẽ không còn ngon miệng nữa, nó mất đi dinh dưỡng luôn, giá trị dinh dưỡng nó sẽ bị giảm. Vậy còn thức ăn khô thì sao anh? Em nghe rất là nhiều sen chăn trở về việc là nếu ăn thức ăn khô thì sẽ dễ bị sỏi thận á, thì anh có thể có giải pháp nào cho các bạn được không? Đây thì cái sản phẩm bên mình là nó số 1 thế giới rất là nhiều năm liên tục rồi, đã là do cũng là nhờ cái thành phần đã mình đề cập từ đầu á, là những cái thành phần được tuyển chọn từ những cái sản phẩm rất là tối ưu từ những cái nhiều quốc gia trên thế giới luôn, ví dụ như thịt cá này và những cái rau củ cũng cao cấp, và đặc biệt trong đây là cái công nghệ ép vi khoáng của nó. Thì khi mà cái hạt nó nung nóng lên thì khi mà đưa cái vi khoáng vào nó rất là khó, nó sẽ làm vỡ kết cấu vi khoáng. Thì cái nhà máy bên này nó làm rất là ok, nó làm đúng cái công thức là khi mà đưa vi khoáng vào là không bị vỡ kết cấu, là cái hàm lượng vi khoáng có thể công bố thẳng trong bao bì luôn, là khi mà sử dụng lâu dài là sẽ không có bị sỏi thận, tại vì cái hàm lượng nó rất cân bằng rồi. Với những chia sẻ của anh Hùng thì các Sen có thể đã có một lựa chọn khác về thức ăn khô cho bé rồi đó. Còn về thức ăn ướt thì sao anh? Cái thứ ăn ướt rất là quan trọng cho bé mèo ha, là bởi vì nó dùng có thể dùng để cấp ẩm một cách chủ động nhất cho mèo. Thì như bên mình là có pate dạng lon này, là khi mà nó là 95% là cá ngừ, và những cái hoạt chất khoáng trong đây gồm có vitamin E này, rồi B7, rồi cái tinh chất dầu cá ngừ, nó cũng làm cho mượt lông và cái hệ tiêu hóa cũng được rất là cải thiện, và đặc biệt nó là không có ngũ cốc này, thì không ngũ cốc thì cái khả năng hấp thu của mẹ nó sẽ tốt hơn. Và khi sử dụng dù pate dạng lon hay là pate tự nấu cũng vậy, thì bạn không nên có những cái nội tạng, tại vì cái nội tạng là cái nơi mà tồn dư kháng sinh cho bé mèo, thì nó sẽ làm bị giảm thọ. Và khi mà mình tự nấu thì cũng không nên cho nội tạng vào, và nên ưu tiên những cái hoạt chất giống như là cá ngừ hoặc là cá hồi, có thể thay thế bằng gà, nhưng mà gà nếu mà về cơ bản dinh dưỡng thì nó lại không bằng cá ngừ đâu, thì có thể dùng cái gà hoặc là cái bò sống như mình đã đề cập lúc đầu để làm cái topping phía trên, thì có thể cũng để làm kích thích vị giác. Em thấy á, là những con mèo đều rất là thích ăn cá, đặc biệt là những con cá biển Đúng và rồi. cá ngừ. Mèo em cũng rất là thích ăn cá ngừ Đúng luôn. rồi. Và câu hỏi tiếp theo đến từ user Thanh Vi có nội dung như sau. Vi mệt mỏi quá mọi người ạ. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Con mèo cái của mình dạo này cứ gào được miết thôi. Sắp cho nó lên bàn mổ triệt sản rồi đây. Mà nghe nói triệt xong nó sẽ bị mặt ú đúng không chuyên gia? Xin chuyên gia tư vấn giúp mình chế độ ăn sau khi triệt sản cho bé với. Mình sợ em bị béo phì lắm. Thì với cái trăn trở việc mà con mèo triệt sản xong sẽ bị béo phì á, thì anh có thể tư vấn giúp bạn được không? Đúng rồi, khi mà mèo mình không cho sinh sản thì mình sẽ nên triệt sản. Thì khi mà triệt sản cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài được ít nhất là 3 năm, nhưng mà nếu mà mình sử dụng những cái thực phẩm mà không có được healthy như là quá nhiều tinh bột, gạo bắp, thì nó cái việc béo phì lên nó sẽ ép tim, thì nó cái tuổi thọ nó không có ý nghĩa gì nữa. Thì cái sản phẩm Testable White bên mình thì nó lại đáp ứng đầy đủ những cái yếu tố đó luôn, ví dụ như những con mèo đang mập thì có thể giảm cân lại được, còn những con mèo đang ốm thì có thể mập lên được. Nói chung là nó sẽ làm tất cả những cái cơ địa nó phát triển tối đa luôn, từ cơ bắp này đến khả năng vận động. Nhưng mà đến khả năng vận động thì bạn cũng phải tự chủ động hơn nữa, ví dụ như tập thể dục cho nó thì cũng cần câu laser rồi phơi nắng sớm. Cái nắng là cái quan trọng để mà nó tổng hợp những cái yếu tố khoáng trong cơ thể rồi những cái trao đổi chất, bởi vì nắng tốt nhất là sẽ từ 7 giờ cho tới 10 giờ sáng, thì trong khoảng 30 đến 45 phút là được rồi. Rồi những mèo con nhỏ hơn thì ít hơn. Đúng rồi anh. Rồi em thấy á, mấy em bé sơ sinh là con người á, Đúng còn cũng cần phơi nắng mà, nói chi là con mèo. rồi. Em không biết như thế nào được coi là béo phì nữa anh. Béo phì ở mèo thì nó sẽ như thế nào?
có cái thể miêu tả cụ thể hơn để mọi người cũng biết được không? Mình có làm một cái bảng để mà từ nó miêu tả những cái cân nặng với lại cái thể hình của mấy mèo luôn, thì mình sẽ để nó ở đây. Ê, ở đây, ở đây. À. Và chúng ta sẽ cùng đi tiếp với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đến từ bạn Châu Minh. Bạn thắc mắc rằng nhà em có một bé cún, bé rất ngoan và ăn khỏe nên ba mẹ em cũng không ngần ngại cho bé ăn đồ ăn giống với cả nhà, và đặc biệt là bé rất thích ăn xương, mọi loại xương luôn ạ. Em cũng hơi lo lắng vì có một số loại xương như xương gà, vịt rất nhọn, nhưng ba mẹ em bảo không sao, chó thì phải ăn xương. Việc ăn xương có hại gì cho bé không ạ? Xin chuyên gia tư vấn và cho em lời khuyên. Đúng rồi, đây là cái vấn đề rất là nhiều tranh cãi luôn, mà mọi người lại quên mất ở trên thế giới này nó tới 200 giống chó, hơn 200 giống chó, mà đa số ở Việt Nam lại cũng hơn 50 giống chó nữa, cho nên cũng tùy vào cái giống mà bạn đang sở hữu. Ví dụ bạn cũng không thể nào so sánh một con chó Việt Nam, một con Việt dê mà đi so với một bé Chihuahua hoặc bé Poodle được. Cái cơ hàm kết cấu với lại cái hệ tiêu hóa của nó đều khác nhau hết. Thì nói chung là cũng tùy vào giống chó này, và cũng tùy vào cái độ gãy giòn của cái xương mà bạn cho ăn nữa. Mà theo mình biết á, thì những cái trường hợp đó gần như là rất là hiếm khi xảy ra luôn, bởi vì người ta nói không nên cho là bởi vì để ngừa cái trường hợp xấu nhất thôi, chứ không phải là nó không nên. Thì nếu mà để yên tâm hơn thì ở ngoài sản phẩm, với thị trường sản phẩm nó cũng có những cái da giả này hoặc là xương giả, thì người ta cũng sẽ tổng hợp những cái khoáng chất và những cái dinh dưỡng trong đó, thì ở những cái cửa hàng thú cưng đều có bán. Thì nếu mà bạn muốn yên tâm hơn thì bạn cứ dùng xin những phẩm đó thì nó vẫn tốt chứ không sao hết. Em thấy con chó nhà em rất là thích ăn mấy cái xương sữa hoặc là xương À, sô cô la. đúng rồi, Ờ, thơm cái đó lắm. cũng dạ đúng rồi, cái đó cũng là một cái sự lựa chọn thay thế rất là hay. Dạ. Và các bạn ơi, phần chia sẻ của chuyên gia hôm nay đến đây là hết rồi, và tới phần thú vị nhất của chương trình ngày hôm nay đây, đó chính là phần mini game. Các bạn có thấy trên bàn của chương trình ngày hôm nay có rất là nhiều phần quà không? Và bật mí phần quà tuần này sẽ là anh Hùng. Em xin mời anh bật mí phần quà của tuần này cho các bạn cùng nghe. À, ba bạn trả lời câu câu trả lời đúng và may mắn thì sẽ được một bao hàng sau khi sáu, là đây là sản phẩm số 1 thế giới. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Và 10 lon pate cá ngừ xay, 10 lon thì sẽ 10 vị khác nhau, một hộp sốt kem thử là dùng để kích thích bé ăn uống và cũng làm mượt lông nữa, và một ô cát số 1 Singapore luôn. Cái này là nó sẽ có chức năng khử mùi và sát khuẩn, giúp cho những đứa bé không bị đau mắt và không hạn chế việc xì tối đa luôn. Và anh có thể bật mí luôn câu hỏi. Câu hỏi tuần này là câu hỏi ABC trắc nghiệm hen. Thức ăn cao cấp Grand Prix hàng đầu thế giới sẽ có thành phần như thế nào? A là thịt cá, bột cá, dầu cá hồi, rễ rau diếp xoăn, mâm xôi Việt Quất, men tiêu hóa, omega 36, khoáng và vitamin. Mấy bạn nghe rõ không nè? B là phụ phẩm thịt, bột cá, dầu cá hồi, bắp, rễ rau diếp xoăn, mâm xôi Việt Quất, khoai lang, khoai tây, men tiêu hóa, omega 36, khoáng, vitamin. C gạo, mỡ động vật, bột thịt, bột cá, lúa mì, men tiêu hóa, omega 36, khoáng, vitamin. Anh Hùng có thể lặp lại một lần nữa để các bạn có thể nghe rõ hơn được không? Ok, đáp án A là thịt cá, bột cá, dầu cá hồi, rễ rau diếp xoăn, mâm xôi Việt Quất, men tiêu hóa, omega 36, khoáng, vitamin. Đáp án B là phụ phẩm thịt, bột cá, dầu cá hồi, bắp, rễ rau diếp xoăn, mâm xôi Việt Quất, khoai lang, khoai tây, men tiêu hóa, omega 36, khoáng, vitamin. Và đáp án C là gạo, mỡ động vật, bột thịt, bột cá, lúa mì, men tiêu hóa, omega 36, khoáng, vitamin. Câu hỏi là thức ăn Grand Prix cao cấp hàng đầu thế giới có thành phần như thế nào? Ồ, các bạn thấy chưa, câu hỏi tuần Khó này lên một level mới luôn, khá là khó hè. nhằn. Nhưng mà các tuần biết là các fan nhà Betty có đủ khả năng có thể trả lời và rinh các phần quà này về đó nha. Các bạn ơi, các tuần xin nhắc lại thể lệ của mini game như sau. Các bạn hãy nhanh tay comment đáp án chính xác và share bài post này ở chế độ công khai, và top 3 user may mắn sẽ nhận được những phần quà siêu to khổng lồ này. Và đừng quên đón xem series Sen hỏi chuyên gia trả lời ở trên fanpage Facebook, YouTube channel và podcast Spotify của Betty nha.
Và bây giờ thì xin chào và Hẹn hẹn gặp gặp lại. lại.